mày làm cái gì đấy? Ta đang đọc sổ tay văn học mà. Mày không biết à? Sắp thi em đâu rồi đấy. Sổ tay văn học gì cơ? Đây là sổ tay văn học có đầy đủ tất cả các tác phẩm trong chương trình ôn thi lớp trung học phổ thông quốc gia đấy. Mày thử tìm đấy mà xem sổ tay văn học nào. Của ai đấy? Đây là sổ tay văn học của chị Minh Hiên mà. Thì trong này nó có tất cả các QR. Khi mà mình quét mã thì đây này, mình quét thì nó có một phần audio khoảng tầm 10 đến 15 phút đấy. Hay lắm. Thử tìm tới đọc xem. Để ra thử tìm hiểu xem.